Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có một quan niệm cố hữu, hay thậm chí có thể nói là định kiến khi nói đến khủng long cũng như động vật tiền sử, đó là chúng toàn những thứ khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Cái này thì cũng không trách được, bởi truyền thông và các văn hóa phẩm thường có xu hướng tập trung vào những thứ gây chú ý đối với dư luận, và đương nhiên là cái gì khổng lồ thì sẽ gây chú ý hơn những thứ bé nhỏ rồi. Bạn có thể dễ dàng kể tên vài loài khủng long dài trên 10m, nhưng khủng long dưới 1m ư? Có thể thậm chí bạn còn chẳng biết chúng có tồn tại nữa. Và để bù đắp chỗ trống của mọi người về sự đa dạng kích thước lẫn hình thái của khủng long, xin giới thiệu một mini series mới, nhỏ nhất và lớn nhất. Trong series này, chúng ta sẽ cùng lướt qua các nhóm khủng long lớn, chẳng hạn như khủng long chân thú Theropod, khủng long chân thần là Sauropod, khủng long bọc giáp Theriophora hay khủng long chân chim Ornithopod. Rồi sau đó là các nhóm động vật tiền sử phổ biến như thương long, rực long hay xà cảnh long. Trong đó mỗi nhóm sẽ được nêu ra 5 thành viên lớn nhất và 5 thành viên nhỏ nhất. Những người bạn đầu tiên lên sóng sẽ là khủng long chân thú Theropod, một nhóm được biết đến nhiều nhất với những cái tên khủng long ăn thịt nổi tiếng nhất. À mà xin lưu ý nha, khủng long được đề cập ở đây là khủng long phi điều, thế nên các loài chim cả cổ đại lẫn hiện đại sẽ không được tính. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, khủng long Theropod nhỏ nhất. Có thể có nhiều cái tên cạnh tranh cho danh hiệu này, và ứng viên sáng giá nhất có thể là Anchiornis huxley. Anchiornis huxley là một loài khủng long cận điều thuộc họ Anchiornithidae, với hóa thạch được phát hiện tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, có niên đại Jura muộn khoảng 160 triệu năm trước. Hóa thạch của Anchiornis huxley khá phổ biến, có đến hàng trăm mẫu vật với nhiều mẫu vật có mức độ bảo quản tốt, giúp các nhà khoa học nhận diện tương đối chính xác ngoại hình khi còn sống, thậm chí là cả màu lông của con khủng long. Mẫu vật gần trưởng thành của Anchiornis huxley có chiều dài chỉ khoảng 34cm và nặng khoảng 110g. Kể cả mẫu vật lớn nhất của loài này cũng chỉ dài khoảng hơn 60cm và nặng khoảng 600g. Ứng viên thứ hai cho danh hiệu khủng long nhỏ nhất là Parvicursus remotus. Parvicursus remotus là một loài khủng long nhỏ thuộc Anvarezsauridae, nổi tiếng với đôi chân dài và mảnh mai, thích hợp cho việc chạy nhanh. Chúng sống vào thế phân giác muộn cách đây khoảng 72 triệu năm trước, tại khu vực ngày nay là Mông Cổ. Với chiều dài chỉ khoảng 39cm từ mũi đến đuôi và cân nặng ước tính khoảng 140-162g, gần như không có loài khủng long phi điều nào khác có thể đánh bại được Parvicursus remotus về phương diện thấp bé nhẹ cân, ngoại trừ Anchiornis. Chúng chỉ to nghe một con chuột cỡ vừa và có thể nằm gọn trong lòng bàn tay bạn. Ngoại hình của chúng còn đặc biệt ở chỗ sở hữu đôi tay cực ngắn với chỉ một móng vuốt duy nhất nhưng đủ mạnh mẽ để phá tổ mối bắt mồi và đào hang. Mặc dù vậy thì vào năm 2022, một nghiên cứu kết luận mẫu định danh của Parvicursus remotus là một cá thể chưa trưởng thành và chúng có thể to hơn những gì chúng ta biết khi phát triển đầy đủ. Lớn hơn Parvicursus remotus một chút là Epidesipteryx huy. Epidesipteryx huy là một loài khủng long cận điểu thuộc Scasoriopterygidae, một họ khủng long cỡ nhỏ khác bên cạnh họ Anvarezsauridae. Loài khủng long này từng sống cách đây khoảng 164 triệu năm trước tại Trung Quốc và là ví dụ cổ nhất về lông vũ được dùng với chức năng trang trí ở trong dữ liệu hóa thạch. Nó cũng có thể sở hữu đôi cánh bằng màng da giống như nghệo hòa hàng di trì và do đó có khả năng lượn từ cành cây này sang cành cây khác khi sống trong những rừng cây rậm rạp. Từ mẫu vật duy nhất thì các nhà khoa học ước tính Epidesipteryx huy có chiều dài tính cả lông đuôi là 44,5cm, cân nặng khoảng 164g. Tiếp theo, di trì. Di trì có thể là một cái tên không quá xa lạ với các bạn đã xem kênh khi đã được giới thiệu trong một video riêng. Nó là người hoàng lớn hơn đôi chút của Epidesipteryx huy, có niên đại gần như tương đồng khoảng 164-159 triệu năm trước, với hóa thạch được tìm thấy tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Di trì có thể dài khoảng 70cm và cân nặng ước tính khoảng 380g. Nó được quan tâm bởi sở hữu bằng chứng về đôi cánh màng độc đáo trong thế giới khủng long và có thể là đại diện cho một thử nghiệm không thành công trong hành trình tiến hóa khả năng bay lượn ở các loài khủng long phi điều trước khi những loài chim thật sự xuất hiện. Ứng viên cuối cùng cho danh hiệu khủng long nhỏ nhất, Microraptor chauinus. Microraptor chauinus là loài nhỏ nhất trong chi Microraptor, một chi khủng long thuộc họ Dromaeosauridae, tức là có họ hàng với cái tên nổi tiếng Velociraptor. Chúng sống cách đây khoảng 120 triệu năm trước ở vùng đất ngày nay là tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Với chiều dài ước tính khoảng 77cm và cân nặng ước tính chỉ khoảng 500g, Microraptor chauinus chỉ nặng tương đương một con bồ câu giống Pháp ngày nay.
Mặc dù vậy thì chúng vẫn được xem là kẻ săn mồi đáng sợ với các loài động vật nhỏ, với khả năng di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt và thậm chí là có thể biết lượn hoặc bay ở mức nhất định. Và bây giờ, như các bạn mong chờ, nhỏ nhất trong những kẻ lớn nhất, Mapusaurus roxi. Bên cạnh họ bào lông của T-Rex thì họ dị long răng cá mập là họ khủng long theropod, cung cấp cho chúng ta nhiều loài khủng long ăn thịt có kích thước đáng nể nhất. Mapusaurus roxi là một trong số đó. Chúng sống cách đây khoảng 93,9 đến 89,6 triệu năm tại vùng Patagonia ở Argentina ngày nay. Chiều dài của loài khủng long này có thể đạt từ 11 đến 12 mét và cân nặng khoảng 5 tấn. Chỉ riêng chiếc hộp sọ của chúng cũng đã lớn hơn một người bình thường. Tiếp theo, Tyrannotitan chubutensis. Đây là loài một loài dị long răng cá mập khác đến từ Argentina. Tyrannotitan có thể gây chú ý cho bạn ngay từ cái tên gợi nhớ đến Tyrannosaurus Rex, nhưng chúng lại nằm trong họ dị long răng cá mập thay vì họ bạo long T-Rex. Tyrannotitan có niên đại cổ hơn Mapusaurus khoảng 118 triệu năm, nhưng lại có kích thước lớn hơn một chút khi sở hữu chiều dài khoảng hơn 12 mét và cân nặng có thể từ 4,8 cho đến 7 tấn. Chúng được cho là có thể hạ gục những con sauropod tương đối lớn, hay chí ít là cá thể chưa trưởng thành của những sauropod này, chẳng hạn như Chubutisaurus hay Patagotitan. Vị trí tiếp theo trong danh sách khủng long lớn nhất cũng là một loài dị long răng cá mập, Giganotosaurus carolini. Giganotosaurus carolini cũng đã tương đối có tiếng tăm hơn hai người họ hàng của mình rồi, nhất là khi nó đã xuất hiện trong Jurassic World Dominion với tư cách là khủng long phản diện chính. Giganotosaurus có niên đại nằm đâu đó giữa Tyrannotitan và Mapusaurus khoảng 99,6 đến 95 triệu năm trước, với hóa thạch cũng được phát hiện tại vùng Patagonia của Argentina. Chiều dài và cân nặng của Giganotosaurus có thể nhỉnh hơn một chút so với Tyrannotitan, khoảng 13 mét chiều dài và cân nặng có thể khoảng 8 tấn. Những thông số này đủ để giúp Giganotosaurus carolini cạnh tranh ngôi vị khủng long ăn thịt lớn nhất với T-Rex và Spinosaurus aegypticus. Vị trí thứ hai trong danh sách khủng long lớn nhất, Tyrannosaurus hay ngắn gọn hơn là T-Rex. Không ai biết về khủng long mà không biết T-Rex. Nó đơn giản là loài khủng long ăn thịt nổi tiếng nhất, được cho là mạnh mẽ nhất, bá đạo nhất. Kích thước khổng lồ trong đó chiều dài có thể hơn 13 mét và cân nặng tối đa có thể là 8,5 tấn, thậm chí là 9 tấn. Có nghiên cứu còn đưa ra mô hình tính toán để kết luận rằng còn những cá thể T-Rex lớn hơn với chiều dài lên đến 15 mét nhưng chưa được chúng ta tìm thấy trong dữ liệu hóa thạch. Dễ hiểu thôi vì sao ngay từ khi xuất hiện, T-Rex đã được truyền thông ca ngợi như kẻ săn mồi vĩ đại nhất lịch sử, loài khủng long vĩ đại nhất trong số các loài khủng long. Chỉ đáng tiếc là sự thống trị của T-Rex đã bị kết thúc đột ngột khi tiểu hành tinh Chicxulub đâm vào trái đất 66 triệu năm trước, mở ra sự kiện tuyệt chủng quét sạch khủng long phi điểu. Dù vậy thì với kích thước và tiếng tăm của mình, T-Rex ngày nay vẫn đang thống trị trên nhiều phương diện như sách truyện, phim ảnh và luôn được con người say mê tìm hiểu sau hơn 100 năm được khám phá. Và thứ nhất, một cái tên có thể gây tranh cãi rất nhiều, nhưng hãy để sự tranh cãi đó khi nó được biết đến nhiều hơn, Spinosaurus aegypticus. To hơn ở đây không ngụ ý rằng con khủng long này mạnh hơn con khủng long kia, mà đó chỉ là những thông số ước tính về chiều dài và cân nặng. Spinosaurus aegypticus, loài đại long xương gai sống cách đây 99 đến 93,5 triệu năm tại châu Phi cổ đại, có thể là loài khủng long dài nhất và nặng nhất lịch sử, với chiều dài có thể lên đến 15 mét và cân nặng khoảng 9 tấn. Một số ước tính có thể cho ra những kết quả khác, nhưng hãy cùng đồng ý với nhau rằng đây là một con khủng long khổng lồ. Tuy nhiên, Spinosaurus có thể không phải là kẻ săn mồi đáng sợ như T-Rex hay Giganotosaurus khi nó không có hộp sọ mạnh mẽ như hai con khủng long kia, mà phù hợp với việc bắt cá hơn. Kích thước của Spinosaurus khi nhìn thực tế cũng có thể bị phóng đại hơn nhờ cánh buồm khổng lồ trên lưng. Đây có thể là cách để Spinosaurus hù dọa những kẻ săn mồi đáng sợ khác sống cùng địa bàn và thời đại với nó, chẳng hạn như Carcharodontosaurus, kiểu hey hey, tôi đáng sợ lắm đấy nha, nhưng tôi chỉ bắt cá thôi, hay để tôi yên. Vâng, vừa rồi là 5 cái tên khủng long nhỏ nhất và lớn nhất dựa trên những ước tính từ các nhà cổ sinh vật học. Vì là ước tính và có thể dựa trên những dữ liệu hóa thạch không đầy đủ, chúng có thể không hoàn toàn chính xác 100%, nên danh sách này chỉ có giá trị tham khảo là chính. Nếu có ý kiến gì thì mời các bạn cùng tham gia bình luận ở bên dưới. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.